Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sáu Phong và Tư Sang ai quyền lực hơn ai và ai đã giúp Hai Nhật lộng hành ở Sài Gòn. Sáu Phong là biệt danh của ông cựu chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết. Ông này năm nay 79 tuổi, quê ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào năm 1957, ông lên Sài Gòn theo học tại trường Trung học Petrus Ký, tức trường Lê Hồng Phong ngày nay. Ông thuộc dạng học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp tú tài vào năm 1960, ông học khoa toán trường Đại học Khoa học Sài Gòn. Ông là một người cộng sản nằm vùng ở Sài Gòn. Vào tháng 11 năm 1963, ông thoát ly ra chiến khu, công tác ở khu Sài Gòn Gia Định. Sau đó, ông công tác văn thư kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng, gọi là Ban Dân vận Trung ương Cục Miền Nam. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1965, ông được kết nạp vào Đảng với bí danh Trần Phong, còn sau đó gọi là Sáu Phong và biệt danh Sáu Phong có từ đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Minh Chiết, tức Sáu Phong. Tháng 1 năm 1988 cho đến tháng 9 năm 1989, làm tỉnh ủy viên tỉnh ủy Sông Bé. Tháng 10 năm 1989 đến tháng 12 năm 1991, ông được cử làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Sông Bé, sau này là tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Đáng nói là tỉnh Bình Dương cùng với thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên thành tỉnh giàu và ông Sáu Phong có uy từ đó. Đó chính là điểm cộng để Bộ Chính trị chọn ông về lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6 năm 1991, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng. Cũng tại đại hội này, ông chính thức dùng lại tên cũ là Nguyễn Minh Chiết. Tháng 12 năm 1991, ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Sông Bé và giữ chức vụ này cho đến tháng 12 năm 1996. Và con đường tiến về Sài Gòn của ông như thế nào? Vào tháng 1 năm 1997, ông Nguyễn Minh Chiết được điều động vào chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, bí thư thành ủy là ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị. Đến tháng 12 cùng năm, tại hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8, ông cùng với ông Nguyễn Phú Trọng, Phan Diễn, Phạm Thanh Ngân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và ông được phân công trách nhiệm là trưởng Ban Dân vận Trung ương. Vào tháng 1 năm 2000, ông được điều động vào giữ chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng lần thứ 9, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, tức là tháng 4 năm 2001. Tới tháng 5 năm 2002, ông một lần nữa được bầu vào đại biểu Quốc hội khóa 11, tuy nhiên với tư cách đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Tới tháng 9, tới tháng 4 năm 2006, ông tái đắc cử chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10. Nếu nói ông Trương Tấn Sang bị dính phốt về Trương Văn Cam mua chuộc cả bộ máy nhà nước chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chính ông Sáu Phong, tức là Nguyễn Minh Chiết, là người đã nâng đỡ ông Lê Thanh Hải, biệt danh là Hai Nhật, nắm thành phố và từ đó lập tập đoàn Lê Trương của Hai Nhật đã làm tan nát không biết bao nhiêu gia đình của bà con Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết và Lê Thanh Hải. Có thể nói ông Sáu Phong đã tạo danh tiếng với vai trò quyết định tạo ra diện mạo của tỉnh Bình Dương. Thì ông ta đã gây ra bất biết bấy nhiêu sai lầm ở thành phố Hồ Chí Minh. Để đưa ông Lê Thanh Hải lên chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đầy quyền lực, ông Nguyễn Minh Chiết đã ép đương kim Chủ tịch thành phố lúc đó là Võ Viết Thanh ra đi khi chưa đến hết tuổi 60 và đưa Hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, lên làm Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, mở đường cho Hai Nhật vào Bộ Chính trị, phá nát Sài Gòn. Nếu so sánh giữa Lê Thanh Hải và Trương Văn Cam thì rõ ràng Lê Thanh Hải đã gây phẫn uất cho dân nhiều hơn rất nhiều. Trương Văn Cam là trùm xã hội đen, ông ta chỉ lộng hành trong giới tội phạm, chứ ông ta không gây ra oan khuất cho người dân hiền lành như Lê Thanh Hải đã làm với rất nhiều người. Như vậy, vết nhơ của Tư Sang để lại cho thành phố không nghiêm trọng bằng vết nhơ của Sáu Phong để lại cho thành phố. Đối với Trương Văn Cam, chính quyền đã triệt phá một cách đơn giản. Nhưng đối với Lê Thanh Hải thì cho đến nay, ngay cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đều không thể làm được gì ông ta. Nỗi oan của bà con Thủ Thiêm còn đó và chính quyền đã không làm gì để giải quyết nỗi oan ức cho họ. Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, một thế lực thách thức cả nồng đức mạnh trước đây. Sau đại hội đảng lần thứ 9 vào năm 2001, ông Nông Đức Mạnh thể hiện vai trò mở nhạt trong vị trí tổng bí thư. Lúc đó, thế lực miền Nam gồm Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết đang rất có uy tín vì thành tích kinh tế. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang dính phốt lớn
và được đưa về Ban Bí thư làm chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chiếc ghế thấp hơn ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2006, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Chiết, tên tuổi nổi như cồn, lúc đó vụ Thủ Thiêm đang được ém một cách kín đáo và Lê Thanh Hải thì vẫn đang rộng đường quan lộ. Chính vì thế mà Nguyễn Minh Chiết suýt chút nữa đã giành chiến thắng trước Tổng Bí thư Nông Mất Nông Mạnh, người bị dính vào vụ bê bối PMU-18. Trong nhiệm kỳ khóa 10 từ năm 2006 cho đến năm 2011, phe Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang đã có một thời gian thực sự giành ưu thế trên chính trường. Đó là giai đoạn kể từ giữa năm 2008 cho đến cuối năm 2009. Sự kiện đánh dấu sự yếu thế của ông Nông Đức Mạnh nói lên và phe bảo thủ nói chung là việc ông ta phải chấp nhận cho Ban Bí thư kỷ luật chiến hữu của mình là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến vào ngày 12 tháng 8 năm 2008. Mặc dù vào ngày 28 tháng 3 năm 2008, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức công bố quyết định số 13 đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Việt Tiến. Ưu thế của phe do bộ đôi Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang kéo dài không được bao lâu, vì thế lực của Nguyễn Tấn Dũng nổi lên thách thức thế lực của Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Nói chung, thế lực Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Chiết bị Nguyễn Tấn Dũng gạt ra rìa. Đây là một vết đau lòng mà ông Trương Tấn Sang nuốt không trôi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Chiết có vẻ như không để bụng vấn đề này. Lẽ ra, ông Nguyễn Minh Chiết có thể thay thế ông Nông Đức Mạnh vào năm 2006. Tuy nhiên, phe của ông Mạnh còn có một người đa mưu túc kế hỗ trợ, đó là Nguyễn Phú Trọng, nên Nguyễn Minh Chiết không thể nào lấy được chiếc ghế Tổng Bí thư, nên đành giặt sang chiếc ghế Chủ tịch nước, hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh ông Trương Tấn Sang. Sau khi ông Nguyễn Minh Chiết bị thất thế, phe bảo thủ lại nổi lên chiếm lại ưu thế với thủ lĩnh mới là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi đó. Hệ quả là dự thảo văn kiện Đại hội thứ 10 thụt lùi so với Đại hội lần thứ 9 và Đại hội lần thứ 10 đã cho ra đời một ban lãnh đạo mới mà phần lớn là những gương mặt rất bảo thủ. Thủ lĩnh phái cấp tiến lúc này là Trương Tấn Sang dường như bị chìm khuất trong những khuôn mặt bảo thủ với số lượng áp đảo. Nguyễn Minh Chiết im lặng khi đệ tử Hai Nhật bị đưa vào tầm ngắm. Như đã nói, ông Sáu Phong, tức là Nguyễn Minh Chiết, sau khi thua cuộc trước ông Nông Đức Mạnh, gần như ông ta xem mình là người về vườn. Ở vị trí Chủ tịch nước 5 năm, ông đi đây đi đó, chỉ giỏi diễn. Ông biết sức khỏe, tinh thần của ông có tốt hay không, khi mà từ một bí thư tỉnh sông bé có năng lực đến bí thư thành phố lớn nhất đất nước, đều được đánh giá là khá thành công. Tuy nhiên, khi ngồi trên chiếc ghế không có việc gì để làm, ông lại hay nói năng như không được kiểm soát. Nguyễn Minh Chiết khi đó làm Chủ tịch nước từ năm 2006 đến năm 2011, xem ra rất mờ nhạt. Khác với những người kế nhiệm Trương Tấn Sang thì không ngừng tả xung hữu đột, liên minh liên kết với Nguyễn Phú Trọng để chiến đấu với phe Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Chiết mặc dù đã về vườn nhưng dường như vẫn mang tội lớn. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2011, ông Trương Tấn Sang bất ngờ công kích phe nhóm bảo thủ khi phát biểu hùng hồn về một bầy sâu trong cuộc tiếp xúc với cử tri quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo vào ngày 10 tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội, tạp chí Cộng sản tổ chức cuộc tọa đàm khoa học giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Tuy nhiên, sau đó ông Sang lại liên kết với Nguyễn Phú Trọng hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuối cùng, dù nỗ lực thế nào thì ông Trương Tấn Sang cũng chỉ ngồi ghế Chủ tịch nước được một nhiệm kỳ và về vườn chẳng khá gì hơn ông Nguyễn Minh Chiết. Ông Nguyễn Minh Chiết nói chung để lại ấn tượng cho nhiều người ngoài việc cất nhắc Lê Thanh Hải. Đây là vết nhơ lớn nhất của đời ông, có lẽ vết nhơ này còn lớn hơn vết nhơ ông Trương Tấn Sang đã để cho tập đoàn tội phạm Trương Văn Cam lộng hành và mua toàn bộ các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở phía Nam, cũng như móc nối vào phía Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2021 với bản tin Sáu Phong và Tư Sang, ai quyền lực hơn và ai đã giúp Hai Nhật lộng hành ở Sài Gòn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.